giúp con là tìm hiểu chính xác là mẹ bị bệnh gì. Dạ. Đó chính là lý do tại sao mà lúc nào con cũng thấy là mẹ bị mỏi cổ rồi mỏi lưng, mà dù con có đấm lưng hay là con xoa cỡ nào thì nó cũng chỉ đỡ thôi, nó không hết. Dạ. Thì hôm nay á, thì cô sẽ đưa con đến gặp cô Oanh ở khoa vật lý trị liệu, thì cô Oanh sẽ giúp con hiểu hơn về căn bệnh của mẹ, cũng như là giúp con là làm sao để có thể giúp mẹ chữa căn bệnh đó cho nó mau khỏi. Dạ cô. Dạ bác. Dạ con tới đây để con hỏi về cái vấn đề mà mẹ con bị thoái hóa khớp sống cổ. Con muốn tìm cái cách nào đó để giúp cho mẹ con nhanh khỏi hơn. Con giỏi quá. Thoái hóa cột sống cổ là cái mật độ canxi ở trong xương của mình nó bị giảm đi. Nó giảm dần dần mỗi năm theo cái quá trình phát triển của mình. Thì khi tới một cái mức độ nhất định, cột sống của mình cái canxi nó còn ít quá, nó không có còn đủ làm cái nhiệm vụ chính của nó là nâng đỡ cái đầu phần thân trên. Thì mình ngủ dậy thì khỏe mạnh, không có bị đau nhức gì hết. Nhưng mà mẹ làm việc 1-2 tiếng sau là mẹ bắt đầu mẹ đau, mẹ mỏi. Thì cứ càng làm nhiều càng mỏi nhiều. Đó, nhưng mà mình cũng sẽ có những cái cách để mình khắc phục cái việc đó được. Ở nhà mình có thể làm được một số việc, mình có thể đắp nắm cho mẹ. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là việc tập thể dục hàng ngày. Con hướng dẫn mẹ, con rủ mẹ cùng tập, hai mẹ con cùng tập mỗi ngày tập thể dục thì cái cột sống của mẹ sẽ khỏe hơn. Ở nhà con chỉ cần một cái khăn tắm như thế này thôi. Khăn tắm con xếp lại ha. Con xếp lại như vậy, con đặt trên một cái khăn. Con rót nước nguội vào đây 1/3 nước. Rót tiếp nước sôi vô. Thì khi đó cái nước ở trong này nó sẽ rất là ấm. Sau đó con chế cái nước này vô đây. Sau đó con cuốn nó lại thế này. Để chi? Để cho nước nó không có tràn lan khắp nhà. Sau khi con cuốn như vậy rồi thì con mở cái khăn này ra. Con đắp lên vai mẹ. Con đắp lên cái vùng mà mẹ bị đau. Nhưng mà mẹ cần nằm. Mẹ cần nằm thì con đắp. Thì chứ không mẹ nghiêng cái này là không được. Mình đắp nóng xong rồi mình xoa bóp như vậy là mẹ cũng đã cảm thấy dễ chịu lắm rồi. Cô đã chỉ cho mình được những cái cách để mình về làm cho mẹ đỡ đau hơn. Đúng không? Dạ đúng. Thì bây giờ mình phải cảm ơn cô chứ nhở? Cảm ơn cô thôi. Cảm ơn con. Giỏi. Con hứa là con sẽ về con làm y chang như vậy để giúp cho mẹ con không bớt đau hơn. Giỏi.